Vâng, xin chào các bạn. Hôm trước một bạn level vào studio hỏi một câu rất khôn, rất thông minh. Đó là bạn này đang quyết định mua một chiếc Samsung Galaxy S10 Plus với mục đích không chơi game, chỉ lướt web, xem phim, chụp ảnh thì có bền không. Nhưng bạn này chốt một phát vào mõm, đó là bạn muốn dùng cái máy này đến 5 năm. Thế thì mọi người trên level vào studio đã khai sáng cho bạn này, đó là 5 năm thì có nên mua điện thoại Samsung hay không. Rồi, thì điều đầu tiên chúng ta cần phải xem giá bán của chiếc điện thoại này. Cái Galaxy S10 Plus hiện tại mình thấy 7S đang bán với mức giá đó là 21.190.000. Thông qua VNPQR thì còn là 20.690.000. Khuyến mại giảm ngay 1,5 triệu thông qua Galaxy Gift, vân vân. Mình sẽ để link mô tả ngay bên dưới cho mọi người biết được cái giá bán cũng như khuyến mại dành cho Galaxy S10 Plus khi mua tại 7S. Nhưng điều đầu tiên thì comment của một bạn là Trương Văn Hải nói rằng mua iPhone thì ok 5 năm, còn flagship Samsung chỉ tầm 3-4 năm thôi, trải nghiệm sản phẩm Samsung sướng lắm, mỗi tội không dùng lâu dài. Như vậy đây là cái điểm đầu tiên mà các bạn đã thấy. Thứ nhất, điện thoại Samsung công nhận dùng sướng. Cùng giá bán này so với những chiếc điện thoại đang bán của Apple như các bạn thể mua iPhone X, mua iPhone XR, vân vân. Thì cái chiếc Galaxy S10 Plus đem lại sao? Thiết kế đẹp, bóng bẩy, cũng khá nước này, màn hình to rực rỡ. Mà nhấn mạnh là cái nhu cầu bạn này là gì? Lướt web, xem phim, chụp ảnh. Thì rõ ràng S10 Plus ăn đứt những cái con kia rồi, đúng không? iPhone là những chiếc như XR, XS, các thứ hướng tinh ấy, màn hình làm sao mà đã bằng như là Galaxy S10 Plus. Cầy phim nữa, pin khỏe, sạc nhanh, vân vân. Thế nhưng mà cái mấu chốt nhất là bạn này nói rằng là nếu Samsung chỉ dùng khoảng 3-4 năm, iPhone mới đáp ứng được nhu cầu 5 năm. Điểm đầu tiên, các bạn đã thấy rằng bây giờ iOS 13, những chiếc máy được hỗ trợ hoàn toàn có thể nằm trong khu vực là từ 4-5 năm. Đây chính là cái điểm mạnh của thiết bị của Apple, hỗ trợ cập nhật cực kỳ là tốt. Tất nhiên cũng có nhiều ý kiến nói rằng là lúc đấy lên rồi thì bị giật lag, nhưng mà ít hơn các bạn còn không được cập nhật. Thường các flagship của Android sẽ được rơi vào vòng cập nhật tổng khoảng 2 năm. 3 năm là một thời gian khá là tốt rồi. Thế nhưng mà các bạn hiểu là cái tốc độ cập nhật của nó quá lâu và cực kỳ là chậm. Đây là một cái nhận xét khá chính xác đến từ bạn Trương Văn Hải. Và bạn này cũng chính là người đang dùng Galaxy S10 Plus, bạn ấy bảo dùng rất thích nhưng mà xác định luôn là 1-2 năm nữa là đổi thì hãng dùng Samsung, không thì mua iPhone mà dùng. Và bạn Nguyễn Hoàng Trung chính là người đặt ra câu hỏi thì cũng nói rằng là vì iPhone rất đắt nên mình đắn đo về cảm giác quay góc rộng, quay video chống rung, selfie xóa phông, pin khỏe. Đúng rồi, những cái yếu tố này như cam góc rộng, quay phim chống rung, selfie các thứ thì S10 Plus là tốt hơn so với iPhone. Nhưng bạn này cũng chốt lại đó là về lâu dài thì nó ok, tầm tiền S10 Plus thì mua được một chiếc iPhone ngon rồi. Đó, như vậy bạn Trương Văn Hải là người đang dùng S10 Plus và chia sẻ rất thẳng thắn và quan điểm này thì mình hoàn toàn đồng ý luôn. Ở bên dưới thì có một bạn nói rằng sao không mua Note 10 đi cho nó hơn. Thì tuy nhiên bạn Trung thì nói Note 10 thì hơi thừa với mình, với lại mình không dùng S Pen, và lại thì cái màn hình của nó thì không được thích bằng so với Galaxy S10 Plus. Thật ra đây chính là tranh cãi giữa cái vấn đề đó là các bạn thích nốt ruồi chính giữa hay các bạn thích ở góc mà thôi. Thì bạn này là một người thích cái chiếc Galaxy S10 Plus hơn và dùng hẳn 5 năm thì nói chung là các bạn lại luôn luôn nói rằng thiên về iPhone thì vẫn ngon hơn. Bạn Dũng Nguyễn cũng đồng ý 5 năm thì bác bán chiếc XS Max vẫn có giá hơn Samsung. Và bạn Nguyễn Hoàng Trung cũng bảo rằng nghe là hợp lý nhưng Samsung được trải nghiệm tốt, chỉ kém về hiệu năng. Và có một bạn Lê Tuấn Anh thì nói rằng của bền thì tại người, mà có khả năng dùng 5 năm thì ai cũng nói rằng là nên chọn flagship của Apple. Và chúng ta sẽ cần phải biết được là với những sản phẩm cũ của Samsung thì như thế nào. Thế thì có một bạn ở bên ngay bên dưới là bạn Bùi Duy Thiện cũng nói rằng S6 dùng còn lag, Facebook đây đòi dùng 5 năm. Thì rõ ràng là bạn này dùng Galaxy S6 bây giờ S7, S8, S9, S10, S11 đúng 5 năm nhỉ. S6 như vậy đã được 5 năm thì bạn ấy nói là bây giờ dùng còn lag. Nói chung là bình thường thôi thì được, nhưng mà các bạn cũng hiểu rồi, đã 5 năm rồi thì với điện thoại thì đến một thời điểm các bạn cần phải thay thế linh kiện như pin, đôi khi là phải thay màn hình bởi vì ố vàng, rồi cũng như là có những cái vấn đề cần phải sửa dần như là mic thoại rồi loa ngoài vân vân. Thế thì dùng iPhone lợi thế 5 năm đó là linh kiện để thay thế cho nó cực kỳ dễ tìm, rất rẻ và có nguồn thay một cách liên tục. Trong khi đó với những chiếc S6 bây giờ có khi bạn tìm nguồn thay như màn hình, loa, sửa các thứ rất là khó. Bởi vậy nên cốt lõi lại thì phần lớn tất cả các bạn điều comment ở dưới đây thì bây giờ flagship chỉ dùng được tầm 3-4 năm, giữ gìn không hỏng thì cũng chán và nâng cấp cho nó sướng. Đây, đến iPhone mà dùng 5 năm còn lag lòi mắt thì đừng nói dù đến Android. Có bạn này đang dùng iPhone 4 thì nói rằng là vẫn đang còn dùng khá là mượn, iOS 7 đã còn cảm thấy lag vân vân. Như vậy thì mình có thể nói thật với các bạn ấy, dùng điện thoại mà 5 năm thì là một điều khá là khó. 3-4 năm mà flagship mượt thì iPhone luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, sửa nhanh, dễ, nhiều linh kiện, update tốt, lâu dài. Còn với Android thì đem lại lợi thế trải nghiệm hoàn toàn vượt trội về những cái như chụp hình, xem phim, pin khỏe, vân vân. Với nhu cầu như của bạn này thì chắc chắn là Android lựa chọn tốt hơn, nhưng dùng 3-4 năm, tầm khoảng 2-3 năm là nên đổi máy mới. Các bạn thì sao? Hãy comment cho ý kiến, bởi vì chính mọi người sẽ là người quyết định đó là cái quan điểm đó đúng hay sai, và các bạn sẽ là người quyết định giúp bạn này là có nên mua máy Samsung dùng đến tận 5 năm là Galaxy S10 Plus hay không. Đừng quên truy cập link mô tả bên dưới tham khảo Galaxy S10 và S10 Plus tại website 7S, bởi vì 7S sẽ có mức giá tốt hơn cho mọi người.
Và nếu mà bạn muốn mua Galaxy Note 10 thì hiện tại Galaxy Note 10 của Xiaomi cũng có thể mua được luôn. Tất nhiên thì nó còn có chương trình thu cũ đổi mới để các bạn có thể bù chênh lệch ít nhất để có thể lên được đời cái chiếc điện thoại này. Hẹn anh em vào các video sau. Được, quên anh em.